Chiếc tủ bề đồ này bằng chất liệu gỗ gụ nha, thưa quý vị, bằng chất liệu gỗ gụ. Phần trên này, phần rĩa trên này được đục những đường dây dưa rất là đẹp, nhìn rất là thanh thoát, nhìn rất là đẹp. Và phần dưới này thì được đục chuyện này, được chuyện này. Đó, rất là đẹp. Ở đây thì cơ sở chúng em có làm 3 cái cấp để cho quý vị có thể bày những cái đồ sứ như thế này. Đó, những cái đồ sứ như thế này, hoặc là bày bình rượu, bình rượu. Đó, hai bên nữa, hai bên cũng có thể bày bình rượu. Đó. Và em sẽ đo cho quý vị xem cái cấp giữa nó cao bao nhiêu phân. Cấp giữa cao 76. Cấp giữa. Đó, và cái cấp giữa này cao 53 phân, 56 phân. Đó, 56. Và cái phần ngang này nó rơi vào 33 phân thì tôi nghĩ 33 phân. 56 và 33. Thì có thể được những cái nọ sứ hay những cái bình rượu rất là to. Đó. Mà nếu quý vị không thích nhá, quý vị có thể bỏ cái này ra. Bỏ ba cái cấp này ra để quý vị có thể đựng cái tivi vào đây được ạ. Bỏ tivi ở đây được ạ. Rất là cao, rất là rộng, rất là đẹp. Ở đây thì có một cái ngăn kéo này. Ngăn kéo này. Đó. Đồ gỗ của cơ sở của em thì cơ sở của em hoàn thiện rất là kỹ càng. Đó, trong ngoài, trước sau gầm bệ. Quý vị có thể thấy rất là kỹ càng. Cái phần cánh này thì được đục cạch cổ đồ tứ quý. Đó. Tùng cúc trúc mai, tùng cúc trúc mai rất là đẹp. Phần chân rất là đẹp. Em sẽ cho quý vị xem cái phần gầm đáy này, quý vị thấy không ạ? Hoàn thiện vô cùng là kỹ nữa. Đó, vô cùng là kỹ. Đó. Và cái chiếc tủ này thì được hoàn thiện theo lối đánh cổ truyền của các cụ, đánh nhẵn xi sáp, đánh trơ vân gỗ. Đó, đây là hàng đánh xi, đánh tay 100% nhá. Đó, quý vị càng nao thì càng bóng. Đó, chỉ cần một ngày quý vị lau cho nó sơ qua một lần bằng cái chất liệu vải mềm thôi. Đó, thì cái đồ gỗ quý vị chơi thì rất là bền, rất là bền, chứ không như hàng phun. Đây là hàng đánh xi, đánh tay 100%. Và quý vị nào mà có nhu cầu sở hữu cho mình chiếc tủ bày đồ này thì hãy vui lòng liên hệ với em theo hai số điện thoại 0383639886 cũng như là 0986308261. Quý vị xem video, quý vị đừng quên là bấm nút đăng ký kênh để cùng theo dõi cơ sở đồ cho em nha. Và xin chào và cảm ơn quý vị trong những video clip tiếp theo.